Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ thứ 30. Như thường lệ, câu chuyện Góc nhìn Phật giáo kỳ này tiếp tục với chuỗi chủ đề về đề tài các vấn đề xã hội, con người. Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về một đề tài xã hội đang rất nóng, đó là chuyện rượu bia, hay nói cụ thể hơn đó là rượu bia với các vấn nạn xã hội. Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ cùng trò chuyện với chúng ta hôm nay. Kính chào chị Nguyên Diệu và tất cả các quý Phật tử có mặt tại Chùa Giác Ngộ cũng như những người đang theo dõi online trên các kênh Facebook của Chùa Giác Ngộ. Chúc buổi tối an lành. Kính thưa Thầy, trước khi đi vào phân tích cái việc lợi hại của rượu bia, trước hết thì chúng con xin Thầy chia sẻ cho chúng con biết nên chăng mình gọi là văn hóa. Người ta hay gọi là văn hóa, cái nếp văn hóa khi mà mọi cái cuộc vui, một cái cuộc giỗ Tết thì nó thường là có rượu bia ở trên cái bàn tiệc. Và mọi người quen là cứ nhìn thấy trên bàn tiệc phải có rượu bia thì mới gọi là cuộc vui. Và thưa Thầy, đây có phải là một cái thói quen mà khó bỏ hay là một cái thói quen nó hình thành trong dân gian đã lâu rồi? Mà nếu chúng ta cảm thấy là rượu bia nó có tác hại thì chúng ta sẽ làm cách nào hoặc là nên hạn chế nó ở mức như thế nào để mà những cái cuộc vui này thật sự nó là cuộc vui chứ nó không có thể trở thành những cái vấn đề xã hội? Tôi không tán đồng quan niệm cho rằng đó nhậu rượu và uống bia đó là văn hóa. Và tôi lại càng không tán đồng khi những người nghiện rượu bia cho rằng uống rượu bia là tăng niềm vui. Thực tế đó, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Và người ta thường nói, đặc biệt là những người nam á, khi lao vào các cuộc rượu bia đó, thì họ thường lý giải rằng đó là cách để họ vượt qua nỗi buồn và niềm đau. Đứng từ góc độ giải quyết vấn đề đó, thì sự uống rượu bia là đào tẩu khỏi các thực tại khổ đau mà đương sự đó đang bị vấp phải và bị bí lói. Sau khi nó là một sự né tránh tiêu cực. Sau khi uống rượu bia vào đó thì vấn nạn đó vẫn còn y nguyên. Mà càng uống rượu bia nhiều đó thì sức khỏe kém về thể chất, dẫn đến những tổn thất về sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Cho nên người uống rượu bia đó từ sự bí lói dẫn đến các sự bế tắc lớn hơn. Vào ngày 3 tháng 6, 2019, cách đây đó là 10 ngày, thì nghị trường của Quốc hội Việt Nam đó thảo luận sôi nổi và căng thẳng về dự luật phòng chống tác hại của rượu bia. Và với tư cách là một tu sĩ đó, người tư vấn cho các vấn nạn con người mà trong đó có các vấn nạn do rượu bia gây ra đó, tôi rất lấy làm tiếc khi hơn một phần nữa các đại biểu Quốc hội Việt Nam thông qua 2 lần biểu quyết lại không tán đồng với những vấn đề chính của dự luật phòng chống rượu bia. Trong số những người ủng hộ, mà tôi thường gọi đó là biện hộ cho thói quen uống rượu bia thành là một văn hóa đó, thì nổi trội nhất vẫn là đại biểu Dương Trung Quốc. Nếu trong các vấn đề xã hội khác, đại biểu Dương Trung Quốc đạt được rất nhiều các điểm cộng vì tính cương trực của ông, cách lý giải vấn đề rất nhạy bén và đa diện, bảo vệ cho cái tốt, cái tích cực.
Thì trong vụ việc thảo luận dự luật phòng chống tác hại của rượu bia đó, đại biểu Dương Trung Quốc đã phải lãnh lấy những dấu trừ, tức là mất điểm. Ông là người có thể đại diện cho nhóm đại biểu quốc hội không tán đồng với những điểm quan trọng của dự luật này, khi ông cho rằng đó rượu bia là văn hóa của cả nhân loại, sao phải đưa lên đoạn đầu đài. Cho rượu bia là văn hóa đó là một sự lạm dụng từ ngữ. Rượu bia là thói quen tiêu cực, hay nói cách khác đó, nó là một phần của cuộc sống tiêu cực, tiêu cực với bản thân của người uống rượu, và dẫn đến cái sự tiêu cực mà người uống rượu có thể ứng xử với người thân trong gia đình và tương tác ngoài xã hội. Ông cũng là người lên tiếng khi cho rằng chúng ta đã tiếp cận sai, lẽ ra phải tiếp cận rượu từ văn hóa. Thực tế đó, tên gọi của dự luật phòng chống tác hại rượu bia là tiếp cận đúng, vì Bộ trưởng Bộ Y tế đã trình dự luật này đó vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, và Bộ Y tế là cơ quan đại diện cao nhất của luật pháp Việt Nam, tiếp nhận tất cả các phản ánh quốc tế về tác hại của rượu bia tại Việt Nam đang gia tăng, cũng như là tiếp nhận những thống kê về các tác hại gây ra từ những người uống rượu bia. Và song song đó thì phối nối kết với Bộ Công an để nắm rõ thống kê về tai nạn giao thông bao gồm tử nạn và thương tật do những người uống rượu bia điều khiển giao thông. Cho nên đó, cái cách tiếp cận của Bộ Văn hóa, Bộ Y tế là rất chuẩn. Do đó tôi không tán đồng khi đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng đó, chúng ta cần điều chỉnh hành vi con người chứ không phải điều chỉnh hành vi uống rượu. Thực ra hành vi uống rượu là một phần của hành vi con người. Đây là cái câu phát biểu rất là mâu thuẫn, đó là khích lệ cái sự điều chỉnh hành vi con người nhưng là không khích lệ điều chỉnh hành vi uống rượu bia. Vì hành vi của con người nó gồm có hai phương diện tích cực và có lợi, phương diện tiêu cực và có hại. Phương diện tiêu cực nó liên hệ đến có các thói quen xấu mà đôi lúc người bị nghiện đó có nỗ lực cũng không biết cách nào để thoát ra, thì thường họ biện hộ cho cái hành vi đó là không đáng lên án. Và ông cũng cho rằng là không nên đổ vấy tất cả lên trên rượu bia. Thực tế đó, từ góc độ xã hội học, gia đình học, rồi an toàn giao thông, cũng như là luật pháp học đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng người uống rượu bia có những rủi ro tạo ra sự phạm pháp và nhiều bất ổn xã hội. Cho nên đổ lỗi cho rượu bia trong trường hợp này đó không có gì là sai, không có gì đó là trật. Và một trong những câu nói của đại biểu Dương Trung Quốc đó, làm cho những người mà về bản chất họ là nạn nhân của các gia đình bạo hành do rượu bia gây ra, hay là nạn nhân của các tử nạn giao thông do người lái xe uống rượu bia gây ra đó, và những trường hợp tương tự, họ rất là phẫn nộ khi nghe cái câu biện hộ rằng đó, nếu thông qua dự luật phòng chống tác hại của rượu bia đó thì chúng ta sẽ thôi xem bóng đá, vì nếu thông qua thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để xem bóng đá nữa, vì bóng đá được hãng bia Heineken bảo trợ. Tôi cho rằng đây là một trong những biện hộ dở nhất và thể hiện ra các quan điểm rất là tiêu cực. Ngoài các hãng rượu bia bảo trợ cho các giải bóng đá và các loại thể thao, còn có hàng trăm các công ty, tập đoàn thuộc các lĩnh vực khác bảo trợ. Và chưa bao giờ khi mà các loại thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, không có sự bảo trợ của các hãng bia rượu thì toàn bộ các giải đó sẽ khép lại. Chưa bao giờ có chuyện đó trong lịch sử bóng đá của thế giới và lịch sử bóng đá của Việt Nam.
Do đó chúng ta không cần đến các tổ chức tạo ra các chất độc, mà việc uống rượu bia đó là một trong nhóm đó bảo trợ để chúng ta có được cơ hội giải trí cho các lĩnh vực khác. Điều này nó cũng giống như tình trạng là một tay làm điều xấu ác, một tay đó là đi làm việc thiện, thì hai cái này nó bù trừ lẫn nhau, đâu còn lại gì nữa đâu. Thì tại sao hai tay không chịu làm việc thiện mà phải một tay đi làm xấu ác? Và biện hộ rằng là nếu không có tay làm xấu ác này đó thì chúng ta không có cơ hội được bảo trợ để xem các giải bóng đá. Do đó khi hơn một phần nữa đại biểu quốc hội không biểu quyết thông qua đưa vào dự luật những yếu tố chống lại cái tác hại của rượu bia, thì tôi nghĩ rằng đó là chúng ta đang trở nên vô cảm hay vô trách nhiệm trước các đại nạn về tử nạn giao thông do những người uống rượu bia gây ra, cũng như chúng ta vô cảm trước những nỗi khổ niềm đau của hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu các gia đình trên đất nước Việt Nam mà vợ và các con như thành viên trong gia đình là nạn nhân của những người chồng, người cha, người anh, người em nát rượu gây ra. Do đó đó, việc đưa vào trong dự luật phòng chống tác hại của bia rượu đó, theo tôi đó là điều rất cần thiết để cứu vãn các thói quen rất tiêu cực của đàn ông Việt Nam mà thường được họ biện hộ đó là một văn hóa Việt Nam hay là văn hóa toàn cầu. Do đó, ngoài việc không nên xem thói quen nghiện rượu là văn hóa, thì chúng ta cũng đồng thời phải nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về y học rằng á, uống rượu chưa bao giờ là cơ hội mang lại niềm vui. Mới bắt đầu uống á, thì cha, con, anh, em, chú, cháu sau khi xỉn hết rồi là mày tao. Và lỡ một cái lời lẽ nào mà xúc phạm lẫn nhau thì những kẻ nát rượu đó sẽ ứng xử giang hồ, thậm chí là đâm chém nhau, giết chết nhau. Cái đó đâu thể gọi là yếu tố mang lại niềm vui được. Và những hợp đồng béo bở được ký tại các quán rượu thì về sau này phần lớn là ở tù, vì kẻ nhậu rượu xỉn rồi mất khả năng kiểm soát nhận thức, cho nên á bút xa gà chết. Thì thường các cái hoạt động hối lộ người ta thường nỗ lực á trong các cái tiệc rượu và bia để cho người được hối lộ đó gần như là mất kiểm soát ý thức. Và do đó trong mọi tình huống, việc uống rượu bia hay là nghiện rượu bia chưa bao giờ là niềm vui đối với tự thân của những người nghiện, và lại càng chưa bao giờ là niềm vui đối với thân nhân, gia đình và những người làm việc hay là tương tác với những kẻ nghiện rượu. Cho nên đó, đến lúc chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận rằng đó, nếu rượu trong một số tình huống không là nguyên nhân trực tiếp của những bất ổn gia đình và xã hội thì nó chính là các nguyên nhân gián tiếp dẫn đến những tình huống đó. Thì có nhiều trường hợp đó, khi không say xỉn thì họ trở nên rất là đàng hoàng, rượu bia vào mất kiểm soát rồi đó thì trở thành kẻ tội phạm. Thì chẳng hạn như trường hợp của một cựu viện phó viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng đã có những hành động dâm ô trẻ em trong thang máy của một cái tòa chung cư ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi dư luận nói về vấn đề dư luận rất là gay gắt. Dạ. Thì khi điều tra đó thì ông ấy cho rằng đó là trước hành động đó ông ấy đã uống rất nhiều bia. Dạ. Như vậy là khi uống bia vào ông ấy đã mất kiểm soát. Mà có lẽ tôi có thể tin rằng là với tư cách là một viện phó viện kiểm soát thì suốt một kiếp người, ít nhất là trong thời gian ông ấy làm vai trò này cho đến lúc về hưu,
ông ấy chưa từng có các hành động dâm ô với trẻ em hay là khuấy nhiễu tình dục với bất kỳ ai. Nhưng mà khi rượu bia vào rồi nhìn thấy một bé gái dễ thương, cho nên hành động đó đã mất kiểm soát. Từ đó đó toàn bộ thanh danh của ông ấy đã rơi vào tình trạng là thân bại danh liệt, và sắp tới ông ấy có thể đối diện trước những án tù, rồi làm áp lực và cũng như là vô tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho vợ, các con và người thân, bằng cách đó là những kẻ ghét hành động này đó đã xịt sơn trên cửa nhà của ông á cái chữ ấu dâm, kẻ bệnh hoạn, kẻ ấu dâm, và làm cho đời sống gia đình của ông đó bị xáo trộn từ thời điểm đó cho đến giai đoạn hiện nay. Thì đó là cái ví dụ rất là rõ ràng cho thấy rằng là uống rượu bia chưa bao giờ là niềm vui. Nó mang lại những hậu quả xấu ở phương diện này hay là phương diện khác nữa là khác. Thưa Thầy, với sự phân tích của Thầy thì rõ ràng là nếu mà nói chữ văn hóa vào đây thì mình thấy hơi tội nghiệp cái chữ văn hóa. Bởi vì rõ ràng khi uống rượu bia vào thì chưa nói đến cái tác hại với người khác, chưa nói đến cái vấn nạn xã hội, chỉ nói bản thân người đó thôi. Như Thầy vận chứng vừa rồi, thí dụ vấn đề xưng hô, những hành vi không có kiểm soát được thì người đó đã có thể gọi là thiếu văn hóa rồi. Chứ chưa nói là cái gì mà nó gọi là cái mặt văn hóa tốt đẹp hết. Thì thưa Thầy, nói về mặt khoa học thì với sự phân tích khoa học phòng chống chất nghiện trong xã hội, như vừa rồi ông Trần Tuấn, trưởng ban điều phối Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam phát biểu trên đài VTC Now, thì rượu bia là một loại sản phẩm gây ra ngộ độc cấp cho người tiêu dùng, và rượu bia cũng là một trong những yếu tố cản trở 13 trên tổng số 17 chỉ tiêu phát triển bền vững, bởi vì nó là tác nhân gây ảnh hưởng đa dạng và rất khó kiểm soát, đặc biệt về thời gian, vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những nguy cơ từ việc uống rượu bia. Như vậy rõ ràng là ngay chính bản thân người đó đã có những cái tác hại từ rượu bia ngay chính trực tiếp lên bản thân người đó rồi. Phân tích về mặt khoa học, về mặt y tế v.v. Xin Thầy cho biết quan điểm của Thầy về cái nội dung phân tích khoa học này ạ. Tôi rất tán đồng thống kê khoa học, giải thích khoa học về tác hại của rượu bia đối với sự ngộ độc và những tác hại của nó tàn phá sức khỏe thể chất của con người. Điều này đó về phương diện y học, do là y học phương Đông hay là y phương Tây đó, chúng ta không thể biện hộ hay là phủ định được. Tác hại của việc uống rượu bia đối với sức khỏe thể chất là tàn phá bao tử, gan, thận, tim mạch, và dẫn đến tình trạng mỡ trong gan, mỡ trong máu, rồi huyết áp, cũng như là nhiều biến chứng sức khỏe liên hệ đến các loại bệnh thể chất này. Người uống rượu bia đó thì mất kiểm soát cảm xúc, do rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mất sự sáng suốt của lý trí, cho nên dẫn đến những tác hại to lớn về sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí. Như vậy cả ba phương diện sức khỏe thể chất, cảm xúc và tâm trí đó, người uống rượu bia đó đang tự nạp vào trong cơ thể của mình rất nhiều các độc tố nguy hại. Vậy thì đó dẫn đến sự tổn thất nguồn tài chính gia đình, cũng như là bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, vì sức khỏe kém nên mình muốn làm cũng không làm được, rơi vào tình trạng lúc bất tòng tâm, rồi ngộ độc do uống rượu bia xảy ra khắp nơi trên thế giới này. Về việc phân tích thông qua thống kê đó, rằng uống rượu bia là một trong 13 tác hại chính trở ngại sự phát triển bền vững, thì tôi hoàn toàn đồng ý. Tại vì uống rượu bia là tổn thất kinh tế gia đình, tài chính gia đình, và khi mà sức khỏe kém đó, thì những người lao động phổ thông, lao động trí óc hay bất cứ một loại lao động nào sẽ không thể đạt được hiệu quả và hiệu suất kinh tế được. Chắc chắn là nó làm tổn giảm cái kinh tế gia đình và cái kinh tế quốc gia mà người đó là một công dân. Rồi đồng thời khi mà tác hại của rượu bia đối với sức khỏe thể chất gây ra đó,
người đó phải tốn rất nhiều tiền để trị bệnh, vì nó tác hại rất nhiều yếu tố sức khỏe, bao gồm tàn phá lục phủ ngũ tạng. Và điều đó chắc chắn rằng là không thể giúp cho kẻ nghiện uống rượu bia đạt được cái sự bền vững về kinh tế. Và điều đó nó góp phần tạo ra sức tàn phá về kinh tế gia đình, kinh tế xã hội, kinh tế quốc gia và kinh tế toàn cầu. Cho nên nó được xem là yếu tố cản trở nguy hại cho sự phát triển bền vững ở mọi phương diện khác nhau. Bộ Y tế Việt Nam cho chúng ta biết đó, Việt Nam là nước đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ ba của châu Á sau Nhật Bản và Trung Quốc về tệ nạn và nghiện uống rượu bia. Chứ tôi không bao giờ và không thích dùng khái niệm đó là văn hóa rượu bia. Và có lẽ cũng không có quốc gia nào người ta lạm dụng từ ngữ biện hộ như thế đâu, như một số đại biểu của Việt Nam trong thời gian qua đã thể hiện cái thái độ ủng hộ cho cái tệ nạn rượu bia này. Chi phí uống rượu bia mà người Việt Nam tổn thất hàng năm á, theo thống kê sơ bộ thôi, là 4 tỷ Mỹ Kim. Đó là cái khoản tiền rất lớn đối với nước Việt Nam chỉ mới đạt được, đó là thu nhập trung bình. Còn ngoài ra đó, cái việc mà sản xuất rượu bia lậu bán mà không có báo cáo về việc đóng thuế, thì cộng thêm khoản này nữa, số tiền mà người dân Việt Nam bỏ ra để uống rượu bia đó chắc chắn nó phải là 6 tỷ cho đến là 8 tỷ đồng Mỹ Kim. Và nếu sử dụng cái nguồn tiền đó cho các hoạt động phát triển gia đình và xã hội đó, thì biết bao nhiêu lệ lạc có thể phát sinh từ vấn đề này. Hàng năm thì người Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu, tương đương với 72 triệu lít cồn, và tốn gần là 4,1 tỷ lít bia, tức là tiêu thụ 4,1 tỷ lít bia thì tương đương với 161 triệu lít cồn. Đó là một cái con số cực kỳ kinh khủng. Thì đó cho thấy là người đàn ông Việt Nam đó là nát rượu quá nhiều. Còn theo Bộ Công an, riêng năm 2018 thôi, trên toàn nước thì chúng ta có 8.300 tai nạn giao thông. Trong số đó thì có 15.000 người, xin lỗi, tử nạn giao thông. Và trong số đó, ngoài số đó ra thì có thêm 15.000 người bị thương tật ở trong tai nạn giao thông. Và khi kiểm tra đó, thì phần lớn những người đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra tử nạn và tai nạn giao thông đều có sử dụng rượu bia khi điều khiển các phương tiện giao thông. Theo thống kê cũng của Bộ Công an, vào tháng 1 năm quý 1 năm 2019, tức là mới đây thôi, thì trên toàn nước của chúng ta là có 4.030 trường hợp tai nạn giao thông và dẫn đến cái chết của 1.905 người, và bị thương á là 3.141 người. Trong số đó thì Bộ Công an cũng đã phải xử lý 38.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn cho phép, và cũng đã có 814 tài xế lái xe đã sử dụng nồng độ cồn vượt cái ngưỡng cho phép, tức là không còn an toàn. Thì thống kê sơ bộ của Bộ Công an á, cho thấy đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tử nạn và tai nạn giao thông lớn và đáng báo động. Do đó, nếu chúng ta không nhìn thấy các tác hại xấu về sức khỏe thể chất, mà trong đó sự ngộ độc là một yếu tố, và sự tàn phá về nền kinh tế tài chính gia đình cũng như là kinh tế tài chính xã hội và đất nước từ thói quen nghiện rượu bia hay là nát rượu bia của phần lớn đàn ông, thì chúng ta sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của tệ nạn uống rượu bia mà do những người khác gây ra. Còn đó, khi nạn nhân lại không phải là những người trực tiếp
tiêu thụ đó, nhưng là phải bị vạ lây bởi những tác hại xấu và những duyên xấu từ những người nghiện rượu bia. Do đó tôi rất mong các đại biểu Quốc hội Việt Nam, những người đã bỏ phiếu không tán đồng với dự luật nghiêm khắc về phòng chống uống rượu bia tại Việt Nam, hãy suy xét lại và hãy nghĩ đến các nạn nhân đã bị chết và bị ảnh hưởng xấu từ rượu bia như chính là người thân của mình, thì lúc đó chúng ta không còn cơ hội để tiếp tục biện hộ và xem rượu bia là văn hóa nữa. Và hãy cùng nhau gây tạo ý thức cộng đồng và xã hội về những tác hại cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và trên toàn cầu, để từ đó Việt Nam chúng ta đó có đủ thời gian, công sức, tâm huyết, chất xám đầu tư cho việc phát triển đất nước. Vì kẻ uống rượu bia rồi đó không thể tự chăm sóc sức khỏe của bản thân và trở thành là kẻ gọi là phá hoại cái sự bình an của gia đình và làm cho vợ và con cũng như các thành viên khác phải tốn công chăm sóc cho mình, thì làm sao mà họ có thể đóng góp gì cho đất nước được? Cho nên nó dẫn đến sự cản trở phát triển bền vững là điều mà chúng ta không thể phủ định. Thưa Thầy, với những cái tác hại to lớn như thế, ngay trên thân thể, tính mạng và cả tâm lý, tức là cả con người uống rượu và những nạn nhân mà bị gọi là trực tiếp hoặc là gián tiếp do những người uống rượu bia gây nên, thì như chúng Thầy vừa chia sẻ đó, thì dư luận rất là quan tâm về việc mà các đại biểu đang bàn thảo để biểu quyết cái dự thảo luật phòng chống rượu bia này. Thầy có thể phân tích cho chúng con hiểu thêm là điều gì sẽ xảy ra, thưa Thầy, điều gì sẽ xảy ra nếu mà Quốc hội thông qua cái điều luật là bãi bỏ cái lệnh cấm uống rượu bia khi mà tham gia giao thông? Vì rõ ràng bây giờ nếu tham gia giao thông thì có cái máy đo nồng độ rượu bia, nếu mà có thì mức độ bao nhiêu đó thì sẽ không được tham gia mà sẽ bị phạt rất nặng, thí dụ như thế, thì nó cũng sẽ hạn chế cái tai nạn giao thông. Nhưng mà nếu bây giờ mà cái điều luật, bộ luật này, dự luật này mà được thông qua thì sẽ bãi bỏ cái điều đó. Thì thưa Thầy, xin Thầy phân tích thêm, như vậy thì những cái hệ lụy kéo theo nó sẽ là gì ạ? Hệ lụy thì rất là nhiều và tác hại của nó rất là xấu. Tôi xin nhắc lại đó là dự luật phòng chống tác hại của rượu bia đó đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trình Quốc hội vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và đã được thảo luận. Thì cái phần nói về tác hại của những kẻ uống rượu nhưng mà vẫn cố tình điều khiển các phương tiện giao thông thì đã hai lần không được biểu quyết thông qua, bởi vì đại đa số là chống. Thì trong số đó là có 206 đại biểu chống chính thức và 12 đại biểu là không có ý kiến. Gộp hai con số này lại đó, thế là vượt quá đáng. Mà theo luật dân chủ thì chân lý nó thuộc về số đông. Như vậy chân lý của dân chủ chỉ là tương đối thôi, vì có những vấn đề dù 100% tán đồng nhưng nếu nó không phù hợp với thực tiễn đó, thì nó cũng đều là phi chân lý thôi. Thì trong trường hợp hai lần quá bán đại biểu Quốc hội Việt Nam chống cái phần nghiêm cấm uống rượu bia thì không được điều khiển giao thông đó, thì tôi cho rằng đó là sự thất bại của dân chủ, ít nhất là về phương diện dự luật này. Và chúng ta thấy là Quốc hội Việt Nam cũng đã rất là linh hoạt khi đưa ra hai phương án. Phương án một á, bất kỳ ai, nam hay nữ, khi đã uống rượu bia, bất luận là nồng độ cho phép hay không cho phép, thì không được quyền điều khiển các phương tiện giao thông để dẫn đến sự an toàn tuyệt đối cho những người tham gia giao thông. Phương án 2, nếu lái xe và uống rượu bia với nồng độ cho phép thì người đó vẫn tiếp tục được điều khiển các phương tiện xe vì vẫn có thể dẫn đến sự an toàn trong giao thông. Cả hai phương án này đó đều bị quá bán đại biểu Quốc hội phủ quyết đó. Thì tôi cho rằng đó, đây là cái điều rất là đáng tiếc.
Và có lẽ nếu theo dõi các cái phiên thảo luận về các dự luật trong Quốc hội của Việt Nam suốt mấy thập niên qua, thì đây là dự luật đầu tiên mà các đại biểu Quốc hội đã tranh luận rất gay gắt, từng con chữ một, từng dấu chấm, dấu phết, cụm từ và câu. Bởi vì đó, chúng ta biết là phần lớn người đàn ông Việt Nam là nghiện rượu và nghiện bia. Về đại biểu Quốc hội thì đại đa số là đàn ông. Và quý ông thì bảo vệ cái thói quen xấu của mình và cố gắng là gắn nó cho những cái mác rất là đẹp, văn hóa uống rượu để bảo vệ cái quyền lợi nghiện ngập rượu bia đối với bản thân mình và những người có cùng cộng nghiệp đó. Cho nên nếu trong tương lai khi mà dự luật này sau khi được điều chỉnh lại bởi Bộ Y tế, được trình lần cuối cùng để thảo luận và thông qua tại Quốc hội Việt Nam, nếu lần cuối cùng đó lại thêm một lần nữa bị phủ quyết, thì tôi cho rằng đó, cái tình trạng tử nạn giao thông, tai nạn giao thông trên các đường phố Việt Nam không chỉ dừng lại ở con số 9.000 người trên một năm, mà nó có thể gia tăng thành 10.000 người, 11.000 người, 12.000 người, và mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu gia đình đó. Đó là sự tổn thất rất lớn về mạng sống. Mất mát tài sản chúng ta có thể nỗ lực đạt lại, đạt được tương tự hoặc nhiều hơn, nhưng mà mất mát mạng sống của con người chúng ta không thể thay thế bằng hình nộm hay là bằng người khác được. Chúng ta sẽ mất mát vĩnh viễn ở kiếp này. Mặc dù theo đạo Phật chết không phải là hết, con người tiếp tục tái sinh, nhưng mà trong mối quan hệ máu mủ và luật pháp đó, thì việc mất đi người thân là một nỗi đau sanh ly tử biệt rất là khó vượt qua. Cho nên đó, không nên để cho bán, tức là quá đại đa số của đại biểu Quốc hội tiếp tục đó là phủ quyết cái điều khoản trong dự luật đó, mặc dù họ được có quyền như thế. Cho nên chúng ta cần phải vận động để cho các đại biểu Quốc hội chống đối cái điều dự luật này. Hãy suy nghĩ lại, đừng vì cái thói quen nghiện của bản thân hay là sự bảo hộ cho những người nghiện mà chúng ta lại phớt lờ làm ngơ trước những nỗi khổ niềm đau do rượu và bia gây ra. Ngoài ra đó, thì về phương diện tâm lý học và sức khỏe đó, những người uống rượu bia sẽ trở thành là tội đồ, và cái rủi ro tạo ra tình trạng tội đồ ở bản thân là rất cao. Người uống rượu bia có thể rơi vào tình trạng nghiện cờ bạc, dẫn đến tình trạng bác thân bằng, rồi ăn cướp, ăn giật, lừa đảo, làm cho gia đình ly tán bởi các hành động thượng gắn chân hạ tấn tay, biến vợ và các con có sức khỏe kém yếu hơn mình trở thành nạn nhân. Vì bình thường một vài cái câu lời qua tiếng lại thì người ta có thể nhịn được, nhưng mà khi rượu bia chi phối rồi đó, thì cũng là một vài cái câu đó nó trở thành là nguyên nhân ly tán. Vợ chồng có thể đâm chém nhau và có thể trở thành kẻ thù của nhau. Đó là chưa nói rằng là rượu bia mang tới biết bao nhiêu là mầm mống của bệnh tật. Thì theo thống kê của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì rượu bia đó là tác nhân gây ra 6 loại bệnh ung thư nguy hiểm, bao gồm ung thư gan, ung thư thận, ung thư bao tử, ung thư đường ruột, rồi ung thư, còn 2 loại ung thư khác mà tôi không nhớ. Ngoài ra nó còn dẫn đến tình trạng đó là bị tăng sông máu, có thể dẫn đến cái tình huống xấu nhất là tai biến mạch máu não. Mà nếu phục hồi lại được á, thì cũng trở thành là một người bị tật nguyền, đi trên xe lăn hoặc là đi dưới sự dìu dắt của người thân hay là cái sự trợ giúp của những cái nạn, biết bao nhiêu cái tổn thất xảy ra. Cho nên á, tôi rất là lo ngại nếu khi thông qua chính thức dự luật này bị phủ quyết một lần nữa, thì biết bao nhiêu là cái điều nguy hại sẽ xảy ra đối với con người Việt Nam và đối với hạnh phúc cũng như là nền kinh tế của Việt Nam. Và tôi rất mong những điều đó sẽ không xảy ra thêm một lần thứ ba nữa, vì tôi tin rằng đó, bằng lương tri, bằng cái sự cầu tiến, các đại biểu bảo thủ về thói quen nghiện rượu bia suy nghĩ lại
và lúc đó họ sẽ không phủ quyết cái điều rất quan trọng, đó là đã uống rượu bia thì không nên tham gia vào điều khiển các phương tiện giao thông để tôn trọng mạng sống của người khác. Kẻ uống rượu bia là thí mạng cùi rồi, họ muốn chết thì cũng được, không sao, vì họ chọn con đường đó thì họ phải chấp nhận những cái hậu quả đó, nhưng đừng vì cái sự ngu dốt đó mà gây ra tử nạn và tai nạn cho người khác, đó là điều bất công. Và tôi rất mong những người chống đối điều lệ này đó hãy suy gẫm thật kỹ, hãy biết tôn trọng mạng sống của người khác và những giá trị cao quý từ việc vượt qua thói quen uống rượu bia có thể mang lại. Thưa thầy, nhưng nói tới nãy thầy có nói vấn đề bảo hành gia đình, thì bên cạnh những cái tác hại to lớn về tai nạn giao thông, về vấn đề thân thể, về vấn đề tính mạng vân vân, thì vấn đề bạo hành cũng là một cái vấn nạn mà xảy ra ngay trực tiếp và với cái tác hại của rượu bia. Thì thường là những đấng nam nhi mà đi nhậu về thì nếu mà bà vợ có một ý kiến gì đó, có một câu nói gì đó thì lập tức là không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, hành vi của mình, và sẽ có những cái hành động, có những cái lời nói là phũ phàng, hoặc là động tay động chân, hoặc là bạo hành với người vợ của mình. Và chính những cái việc đó thì nó gây cái tác hại không những trên thân thể của người phụ nữ, mà nó gây tác hại về tâm lý rất là nặng nề, rồi gây tác hại lên đến tâm lý của những đứa trẻ trong gia đình. Và như thế thì nó cứ kéo dài cái tình trạng như thế, và cũng gây ra cái chuyện mất hạnh phúc gia đình, vấn đề ly hôn kéo theo cũng rất là nhiều. Thì thưa thầy, vấn đề bạo hành gia đình, vấn đề bạo hành phụ nữ trẻ em, và kể cả những cái ẩu đả xung quanh với hàng xóm cũng là những cái gọi là những cho những cái tác động trực tiếp. Vì nếu mà uống rượu bia vào thì có thể là cái lời nói nhỏ chút xíu hoặc là bất hòa chút xíu sẽ thành ra những cái chuyện rất là lớn, và có thể là gây tử vong nữa. Thì thưa thầy, như vậy thầy có thể chia sẻ thêm cho chúng con về những cái vấn nạn này, và làm thế nào chúng ta có thể hạn chế được cái tác hại này? Bởi vì các ông thường hay đổ thừa là tại phụ nữ nói dài nói dai, trong lúc chúng tôi nhậu rượu thì làm sao mà chúng tôi không đánh được, tức là đủ thứ lý do để mà biện hộ, cũng như là nói là biện hộ là đây là góc độ phụ nữ. Thì chúng con cũng rất là bức xúc là tại sao cứ phải là hợp đồng phải ký trên bàn nhậu, tại sao là cứ gọi là văn hóa uống rượu là giao lưu, giao văn hóa giao lưu, đi giao lưu, đi giao tiếp, thành ra chúng tôi mới phải uống chứ đâu có sung sướng gì đâu. Đó, thì đó là những cái mà những người phụ nữ chúng con không biết làm sao để mà cãi lại hay thanh minh hay là đấu tranh được, bởi vì lúc đó cái ông đã uống rượu say rồi, mình có nói gì nữa mình sẽ gây thiệt thòi cho mình và cho con mình thôi. Và nếu xảy ra một cái điều gì nữa thì con mình sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi. Mà nếu sống, cha nó còn sống mà sống trong cái cảnh mà nhậu nhẹt như thế thì gia đình đúng là như là một địa ngục. Thì xin thầy có thể chia sẻ thêm ý kiến của thầy vấn đề này ạ. Tôi đã đi khoảng 30 quốc gia, tiếp xúc với nhiều cộng đồng khác nhau. Chỉ có châu Phi thì tôi chưa có cơ hội đi thôi. Thì tôi tạm chia thói quen uống rượu làm hai nhóm. Đó là nhóm uống rượu vì những lý do sức khỏe và thời tiết, và nhóm uống rượu đó vì thói quen nát rượu, tức là nghiện. Thì trong các quốc gia tiến bộ phương Tây đó, người ta ý thức rõ tác hại của rượu và không uống rượu để say. Uống rượu như là một phần sức khỏe thôi. Ví dụ như ta uống rượu vang chừng nửa cốc, nhất là vào những cái mùa đông giá lạnh, thì việc uống rượu vang vào đó nó làm cho máu được tuần hoàn. Uống ít thôi, cái nồng độ rất là thấp, nó không làm cho người uống say bị say được. Thì nếu uống rượu ở cái phạm vi rất là vừa phải, không thể gây say, thì việc uống rượu đó không tạo ra vấn đề. Còn ở những xứ nhiệt đới, trong đó có Việt Nam đó, thì việc uống rượu để mà chống lạnh nó trở thành là một cái lời biện hộ thôi, không thể chấp nhận hơn nữa. Người Việt Nam chúng ta có thói quen uống rượu nguyên chất, rượu đế đó, cái nồng độ rất cao, cho nên uống vào chừng 1-2 xị đó là say khướt mềm rồi, không biết đường về nhà. Người đối diện của mình cũng không biết là ai,
lời qua tiếng lại chút xíu, nhiều khi những cái câu đó nó không đáng cái gì hết, kẻ uống rượu cũng xem nó là vấn đề lớn, vì họ bị kích thích thần kinh, họ bị kích động thần kinh, và do đó có những lối ứng xử bạo lực, bắt đầu bạo lực lời nói cho đến bạo hành bởi các hành động. Còn khi mà trở về nhà, nếu vợ và con nhắc nhở anh ơi, cha ơi, đừng nên uống rượu nữa, hãy thương gia đình này đó, thì họ cảm thấy là bị xúc phạm, và từ đó đó họ sẽ có những hành động rất là tồi tệ, mà sau khi tỉnh dậy đó, nếu may mắn không gây phương hại thương tổn đến vợ và các con, thì họ sẽ sai sức lương tâm, vì bình thường họ sẽ không ứng xử như thế. Và rất nhiều người uống rượu họ tâm sự như vậy, bình thường họ không làm như vậy, nhưng mà khi uống rượu vào rồi họ trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người rất dễ ghét, một con người rất là khó ưa, một con người rất kiếm chuyện, một con người bạo lực, một con người mà nó rất là xấu xa. Họ không có nhận ra, không nhận ra được, không nhận ra cái lẽ phải, cái lời nói phải của người khác, lúc đó không còn biết là đúng sai là cái gì nữa. Và người ta thường nói đó, để biết một người đàn ông thật sự như thế nào thì hãy đánh giá họ lúc họ đang say rượu. Cũng có một thiểu số đàn ông khi uống rượu say về là lên giường ngủ thôi, không quậy phá vợ con, không la làng phá xóm, không gây sự, không kiếm chuyện, không tạo ra bất cứ tội về luật pháp hay lỗi về dân sự, thì đó là những người đàn ông rất tốt. Họ kiểm soát được mình hàng ngày, cho nên là khi bị say rượu đó, họ vẫn không thể hiện ra những cái hành động trở ngại cho người khác đó. Ngay cả trong những trường hợp đó thì việc bảo hộ hay là biện hộ chú uống rượu cũng không nên được chấp nhận, bởi vì có thể trong lúc đó, có thể là 10 lần, 20 lần, 30 lần họ uống rượu không quậy phá, nhưng sẽ có một lần nào đó họ quậy phá, mà lỡ ở kế bên có con dao, có cây búa, hay có một cái dụng cụ hay là hung khí gì đó, lời qua tiếng lại có thể sử dụng nó để giết chết người đối phương thôi. Tôi có xem một số clip pháp đình do HTV và truyền hình Vĩnh Long phát, thì trong đó đó hầu như tình trạng giết người đối với người thân ở trong gia đình, rồi hiếp dâm, khuấy rối tình dục trẻ em, khuấy rối tình dục phụ nữ, trộm cướp, lừa đảo, do những kẻ đó trước đó đã tiêu thụ rượu và bia đến độ bị say khướt và mất các phản ứng lý trí. Cho nên á, việc mà chúng ta vượt qua thói quen uống rượu không phải là quá khó lắm đâu. Khi chúng ta cam kết và muốn làm thì trước sau gì chúng ta cũng làm được. Một trong những phương pháp đơn giản nhất là phương pháp thay thế. Giống như là muốn bỏ thuốc lá thì chúng ta phải ngậm kẹo ngậm. Còn ở tiệm khắc là nơi mà uống bia thuộc hàng nhất gì của thế giới, và nước Đức cũng vậy, thì người ta sản xuất ra một cái loại bia chai, vegetarian beer, mùi và vị giống như là bia thật, nhưng mà không có nồng độ và không gây sai. Các tài xế nghiện uống rượu bia thường mang theo một kết bia chai này, để khi cái cảm giác nghiện trỗi dậy đó, thì họ sẽ không làm liều uống rượu bia thật, mà thay vào đó là uống một cái chai bia không có nồng độ sai, thì họ thỏa mãn được về phương diện tâm lý và khẩu vị, và vẫn tiếp tục lái xe an toàn từ thời điểm xuất phát, địa điểm xuất phát đến đích điểm mà họ cần đến. Thì đó là người ta ý thức về việc nỗ lực vượt qua thói quen nghiện rượu bia để không đẩy mình vào tù tội, và cũng không biến bất cứ một nạn nhân nào trở thành đó là kẻ tổn thất mạng sống hay là bị thương thật vĩnh viễn. Do đó không phải là tu sĩ cho nên tôi phản đối việc uống rượu bia. Tôi nhớ rất rõ khi tôi còn là một thiếu niên, tôi cũng chưa từng gọi là đưa vào cơ thể của mình rượu bia, và tôi cũng bị bạn bè đồng nhóm lứa tuổi, vì gia đình tôi là gia đình lao động phổ thông ở trong một cái xóm phổ thông, mà phần lớn có thể đó là 90 mấy% đàn ông, bao gồm là thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, thậm chí là đại lão niên đều là nghiện rượu bia. Nhưng mà may mắn là tôi không bị điều đó chi phối. Và khi đi xuất gia thì tôi thấy tác hại của nó quá rõ như những lời Phật dạy. Như vậy, việc không uống rượu bia
không chỉ là tốt cho sức khỏe, mà việc thay đổi thói quen uống rượu bia thành một cái thói quen tích cực hơn là điều mà tất cả chúng ta, bao gồm những người đàn ông, có thể làm được. Vì rất nhiều phụ nữ ta uống rượu bia đâu, và rất nhiều tu sĩ uống rượu bia đâu, người ta vẫn có thể có niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và nhiều cái giá trị cao quý khác. Cho nên là trong mọi tình huống, sự biện hộ cho thói quen ngửi rượu bia là không thể chấp nhận được. Thưa Thầy, nhân nói đến biện hộ thì cho cái việc uống rượu bia thì chúng con nhớ đến một cái câu nói cửa miệng mà dân gian cũng hay thường nói nữa, đó là nam vô tử như kỳ vô phong. Dạ. Thì người đàn ông hay vịnh vào cái câu đó để đi tới cái bàn tiệc nào thì phải có uống mới được, thậm chí ở nhà mà nếu cần phải lấy rượu bia ra uống mà các bà có cản á, thì cũng nói câu đó. Và chính trong những bàn tiệc có cả nam cả nữ, như là ngồi chung trong những cái bàn tiệc cùng họp mặt, thì những người nam giới nào mà không uống rượu á thì bị chọc ghẹo và ghép vào cho cái chữ thị. Có nghĩa là thí dụ như ông đó tên là Trần Văn Bình thì lúc đổi tên là vậy, là hôm nay là anh đổi họ, đổi tên rồi anh là Trần Thị Bình. Thì những người phụ nữ chúng con ngồi đó cảm thấy bị xúc phạm. Dạ. Tức là không uống được rượu, tức là cái gì đó nó thấp kém lắm, mà nó không có đẳng cấp á, thì gán cho người phụ nữ. Và nếu trong bàn tiệc đó mà có những người phụ nữ mà gọi là tự ái mà hơi sốc nổi đó, thì đứng lên nói vậy tôi uống cho mấy ông coi, thì như vậy tác hại nó lại càng tệ hơn nữa. Tức là tệ nó kéo theo cái tệ. Thì chúng con không hiểu cái chữ nam vô tử như kỳ vô phong là xuất phát từ dân gian Việt Nam hay là ở đâu, mà bây giờ đi đâu cũng nghe cái câu đó. Và đó là cũng là một cái cớ để cho các ông uống rượu, và các bà cũng không có thể nói được, không có cách nào để mà lôi kéo chồng mình về với lại vừa bỏ cái rượu bia được. Bởi vì ông nói là tôi đàn ông tôi đi uống rượu mà không có uống rượu thì nam vô tử như kỳ vô phong, và cứ mang cái câu đó ra nói thôi. Xin Thầy có thể phân tích thêm cho chúng con ạ. Thứ nhất á, tôi khuyên các chị em phụ nữ đừng nên nghĩ rằng đó một người nam không uống rượu bị đổi họ thành họ nữ là sự xúc phạm phụ nữ, mà hãy xem đó là sự tán dương phụ nữ. Vì phụ nữ không rơi vào cái nghiện ngập tiêu cực này, không bị các cái rủi ro về sức khỏe cũng như là phạm pháp và những cái hậu quả xấu do rượu bia gây ra. Cho nên phải hãnh diện tự hào khi một ông nào đó được gán cho từ văn trở thành là thị chỉ vì lý do không uống rượu hoặc là không biết uống rượu rồi. Nếu tôi mà được ai đó nói rằng á là ông thầy Thích Nhật Từ này giống phụ nữ quá cho nên là không uống rượu, tôi rất là mừng. Yeah. Không uống rượu là điều tốt mà. Vậy là phụ nữ mình hãnh diện phải không ạ? Yeah. Phụ nữ phải hãnh diện tự hào về vấn đề đó. Yeah. Chứ không ạ? Không nên buồn, phải hãnh diện. Và điều tôi muốn nói ở đây là ngay cả những người đàn ông khi bị khiêu khích, khi bị nói khích rằng nếu mày hay anh hay em hay là chú bác hay là con cháu mà không uống rượu được là mày là phụ nữ. Yeah. Thì nên mừng. Thế à? Tôi hạnh phúc quá vì phụ nữ không bị những tệ nạn này. Và ở phương diện này là tôi thoát khỏi được tệ nạn đó. Về xuất xứ đó thì câu nói nam vô tử như kỳ vô phong là từ Trung Quốc. Vì như chúng ta biết là Trung Quốc đó, là nước đứng thứ hai tại châu Á về thói quen nghiện rượu và uống bia, đứng theo tỷ lệ dân số. Và từ xa xưa đó thì việc uống rượu của người Trung Hoa nó trở thành là một cái thói quen được biện hộ bởi tất cả những người đàn ông. Cho nên đó, trong ngôn ngữ thì khách sạn trong tiếng Trung Quốc đó, cổ và Trung Quốc hiện đại đều gọi là tủ điếm. Đó là quán rượu. Và khách sạn nào không có quán rượu thì không còn gọi là khách sạn nữa, mà chỉ gọi là nhà trọ thôi. Mà thậm chí những nhà trọ cũng phải cung ứng rượu cho đàn ông nhậu rượu. Cho nên á, cái sinh hoạt du lịch của người Trung Hoa từ xưa cho đến nay đó đều gắn liền với rượu. Gần đây thì mới có bia, ngày xưa thì không có bia. Đó. Do đó người Trung Hoa, nhất là những người nam, rất khó vượt qua được thói quen uống rượu, vì nó đã đi vào trong ngôn ngữ và nó gắn kết với một phần của văn hóa du lịch. Đứng ở góc độ này đó thì các đàn ông có thể biện hộ rằng đó uống rượu là một văn hóa, như các đại biểu Việt Nam mình đã
đã hủy biển cho cái thói quen tiêu cực đó. Cho nên đó, là người Việt Nam chúng ta đang bị áp đặt hoặc đã bị áp đặt bởi thói quen tiêu cực của người Trung Hoa là nam không uống rượu như là lá cờ không có gió. Mà cờ không có gió thì gọi là cờ rủ. Cờ rủ chỉ được sử dụng trong tình huống gì quý vị? Đó là để tan quyền thủ quốc gia. Còn ở mặt nghĩa bóng á, thì cờ mà không có gió là cờ xỉu lê như thế này là tượng trưng cho người mất sức lực, mà cái người thiếu nhiệt huyết, thiếu năng động, thiếu sức sống, yếu đuối. À, thực tế đó, những kẻ uống rượu vô đều trở thành những kẻ yếu đuối với bản thân mình, yếu đuối với những người xung quanh, yếu đuối với cuộc sống này. Họ trốn trại cái thực tại khổ đau bằng việc mở rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Cho nên uống rượu nhiều chừng nào thì họ trở thành những kẻ yếu đuối và đáng tội nghiệp hơn chừng đó. Và thậm chí họ yếu đuối hơn các phụ nữ không nghiện rượu. Cho nên á, nên sửa lại câu này: nam vô tủ như kỳ hữu phong, đàn ông mà không có rượu giống như là cờ phất phớ bay trước gió, rất là hùng mạnh, có sức sống. Thưa thầy, đứng ở góc độ Phật pháp thì theo chúng con được biết là trong năm giới luật căn bản mà người Phật tử cần tuân theo thì đó là không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp và không uống rượu, những chất gây nghiện vân vân. Xin thầy cho biết chi tiết hơn nữa để mọi người chúng con cùng hiểu cái sự cần thiết của giới luật này cho Phật tử nói riêng và con người nói chung. Thì nếu mà đây là những cái giới luật thật sự là cần thiết và mọi con người đều có được thể có cái dịp để mà tu tập theo hoặc là tuân theo theo những cái giới này thì con nghĩ rằng những vấn nạn xã hội nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Xin thầy có thể phân tích thêm cho chúng con biết ạ. Dạ. Suốt 45 năm, từ năm 35 tuổi đến năm 80, Đức Phật á, trung bình mỗi ngày đã thuyết giảng 5 bài, tổng cộng là khoảng 83.000 mấy trăm bài chân lý và đạo đức. Hiện nay thì chúng ta còn lại khoảng 38.000 bài dài, vừa và ngắn, thì có thể chia làm hai nhóm chính, đó là những lời dạy về chân lý, đó là Dhamma, và những lời dạy về đạo đức, tức là Vinaya. Thì trong những lời dạy về đạo đức đó, thì có từng điều khoản đạo đức thì gọi là Sila, mà người Trung Quốc thường gọi là giới cấm. Khi mà dịch cái từ Sila là giới cấm đó, người ta có cảm giác là bị gò bó, bị bắt buộc. Đang khi Đức Phật nói đó là điều khoản đạo đức mà vốn người nào thực tập theo thì mang lại hạnh phúc và giúp cho họ có giá trị ở trong đời. Cho nên đó, tôi đề nghị việc sử dụng khái niệm Phật học Bali và Sanskrit đó, với ngôn ngữ tương đương ngày nay nó phải thích ứng. Chứ mà không đó, chúng ta làm giảm đi ý nghĩa và giá trị của những lời dạy cao quý của Đức Phật. Thì để mang lại hạnh phúc cho người tại gia thì Đức Phật là nêu ra có 5 điều đạo đức mà mỗi người cần phải nhận thức và thực tập. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình. Thứ hai đó, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp cho những người kém may mắn hơn. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Thứ tư đó, là không nói láo, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự và nó có ích. Và thứ năm á, không sử dụng các loại ma túy, không uống rượu bia khi say. Thì đây đó là điều đạo đức thứ năm của Phật tử tại gia, đi ngược lại với phần lớn các luật pháp trên thế giới. Còn bốn điều đạo đức đầu á, được xem là nền tảng quan trọng nhất của các luật pháp. Thì như vậy đó, nếu chúng ta lấy con số đông để làm thước đo đó, thì lời dạy của Đức Phật về việc không uống rượu và không sử dụng ma túy là dở hơi. Nếu chúng ta đánh giá chân lý dựa trên số đông như cái quy luật dân chủ ở các quốc gia hiện nay đó, thì Đức Phật chắc chắn là bị thua với cái tỷ lệ là 1 tỷ trên 1 hay là 7 tỷ trên 1 nữa là khác. Còn đứng từ góc độ trí tuệ đó thì Đức Phật là người sáng suốt, vì rượu và bia dầu không là nguyên nhân trực tiếp gây ra các tội lỗi, nó là các nguyên nhân gián tiếp và kéo theo. Khi mà con người mất kiểm soát và bị kích động
bởi sự uống rượu bia có thể phạm pháp với nhiều hình thức khác nhau, mà nặng nhất là có thể bị tử hình hoặc là bị tù chung thân. Tôi xin kể một cái câu chuyện có thật. Vào năm 2008, khi tôi thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, thì sau cái buổi thuyết giảng về việc làm lại cuộc đời đó, tôi hướng dẫn các thói quen tích cực để thay thế cho các thói quen tiêu cực, thì có một bác khoảng 75 tuổi mới gặp tôi, và ông tâm sự với những giọt nước mắt rất là đau lòng: tôi cả một kiếp người là người lương thiện, làm nông dân chất phác, để phát triển cái kinh tế gia đình đó, thì tôi phải vay mượn nợ và phải thuê đất. Chẳng may đó, cái mùa màng năm đó nó bị thất thu do bị quá nhiều các cái khí hậu có muối, nó làm cho cây trái không thể đạt được cái thu hoạch như là trông đợi được. Đến thời hạn phải trả tiền, tôi không có tiền trả. Con trai đó của tá điền đó đến đó, đòi nợ tôi, và cậu ấy hôm đó cũng uống rượu, tôi cũng uống rượu, rồi tôi buồn quá. Cậu ấy xúc phạm tôi, đang khi tuổi cậu ấy thì bằng cỡ như là cháu nội của tôi thôi, không kiềm chế được cơn nóng giận bởi những lời xúc phạm, và tôi đã lớn tiếng dạy đời cho cậu ấy. Cậu ấy tát tôi một bàn tay, và lúc đó đó, ở bên cạnh tôi thì đang có một con dao. Tôi đã lỡ tay cầm con dao để phản kháng lại, và cuối cùng đó, cậu ấy đã chết ngay lập tức, và tôi phải ngồi tù chung thân. Lúc đó hai người đều đã có rượu rồi. Hai người có rượu hết. Thế đó là một trong những ví dụ rất là cụ thể. Nếu như không có rượu thì chưa chắc con trai của tá điền đó có những lời xúc phạm, rồi thậm chí là đánh người lớn tuổi bằng ông của mình. Và người bị thiếu nợ này đó cũng chưa chắc là có những ứng xử thiếu thông minh như thế. Rồi ông ấy kết luận lại là chỉ có một phút giây sai lầm do tác động của rượu, tôi phải ngồi lịch cho đến hết kiếp người này. Và cũng rất là may đó, tòa án phân xử là giảm nhẹ tình tiết đó, là bởi vì là hành động giết người trong lúc trạng thái thần kinh bị kích động mạnh, nên nó dẫn đến mất kiểm soát, do bị nhục mạ, do bị đánh trước, cho nên ông ấy mới hành xử như thế. Chứ còn nếu như là không có yếu tố rượu, không bị đó xúc phạm á, thì ông ấy có thể là bị tuyên án tử hình rồi. Và như tôi vừa nêu hồi nãy đó, ký sự pháp đình của đài truyền hình Vĩnh Long và đài truyền hình HTV cho chúng ta rất nhiều các câu chuyện đau lòng về tệ nạn do uống rượu bia gây ra. Cho nên á, ở phương diện này á, chúng ta phải thấy rất rõ là tuệ giác của Đức Phật đã đi trước thời đại. Các tôn giáo khác phần lớn đều cho phép uống rượu. Ví dụ như đạo Công giáo, đạo Tin Lành, linh mục còn được quyền uống rượu mà. Hồi giáo là nghiêm cấm rượu, rất là nghiêm chỉnh. Và Phật giáo thì kêu gọi bằng ý thức về những tác hại xấu của rượu gây ra, để người tu học Phật dù chỉ là người tại gia cũng phải vượt qua các thói quen xấu của mình nếu mình đã lỡ miệng nó. Cho nên đó, ở phương diện này đó, thì tôi thấy rằng đó, việc thực tập theo 5 điều đạo Đức Phật dạy sẽ giúp cho người tại gia xây dựng được hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, và góp phần phát triển kinh tế gia đình cũng như là góp phần phát triển đất nước. Cho nên trong mọi tình huống thì 5 điều đạo đức nêu trên đó rất là xứng đáng để chúng ta thực tập. Và dĩ nhiên là khi khích lệ những người nam từ việc yêu quý mến đạo Phật để chính thức trở thành Phật tử là rất khó. Vì đối với họ có 2 điều họ khó thực hiện. Thứ nhất là việc ngưng uống rượu bia. Thứ hai đó là không ngoại tình. Còn đối với chị em phụ nữ thì cũng có 2 điều rất khó làm. Thứ nhất là nói láo, nhất là chị em phụ nữ làm nghề buôn bán. Thứ hai đó là ngoại tình.
Ngày xưa thì chị em phụ nữ lệ thuộc kinh tế vào chồng, cơ hội tương tác với xã hội không có nhiều, cho nên ít ngoại tình hơn đàn ông. Còn bây giờ là chị em phụ nữ đều đi làm, tương tác với cộng đồng và xã hội, với những người khác giới phái. Và do đó những người phụ nữ nặng về cảm xúc mà về nhà chồng của mình nó không nói được những lời non, lời ngọt, thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc thì rất dễ ngoại tình trong tâm tưởng, dẫn đến ngoại tình thật ở ngay công sở. Như vậy hai điều này đó dẫn đến tình trạng chị em phụ nữ ngại không dám làm đệ tử chính thức của Đức Phật. Thì trong những trường hợp đó đó, tôi thường nhắc nhở những người nghi ngại này rằng đó, khi tình nguyện làm Phật tử, phát nguyện giữ năm điều đạo đức như trên, lỡ không giữ được một điều nào, không vì thế tội nặng hơn về phương diện luật pháp, cũng không vì thế tội nặng hơn về luật nhân quả. Người đã phát nguyện làm Phật tử, lỡ mà vi phạm vào việc uống rượu hay là nói dối hoặc là ngoại tình, thì dầu chưa có thể gọi là dứt được thói quen xấu đó ngay lập tức, nhưng mỗi lần làm công việc ấy tâm cảm thấy rai rứt, cho nên nổi dậy cam kết rằng là tôi sẽ nỗ lực khắc phục từng phần một, từng phần một, đến lúc nào đó tôi sẽ làm được trọn vẹn. Còn đối với cái việc giao tế thì chúng ta nên nhớ nền văn hóa Việt Nam dạy rất hay, cái cầu cái trầu cái cao là đầu câu chuyện, chứ Việt Nam có bao giờ nói là rượu và bia là đầu câu chuyện đâu, mà các ông đại biểu quốc hội là biện hộ cho việc uống rượu thì văn hóa giao tế. Thực ra trầu cao là văn hóa giao tế của Việt Nam, còn uống rượu đi giao tế là một phần thói quen xấu của người Trung Quốc, mà họ thường nói là nam vô tổ như kỳ vô phong. Cho nên đó, chúng ta phải thấy về bản chất văn hóa thì thói quen uống rượu và biện hộ cho rượu của người Trung Quốc là dở hơn thói quen giao tế của người Việt Nam và trầu và cao. Do đó việc nỗ lực tiếp nhận năm điều đạo đức Phật dạy sẽ giúp cho những người nghiện rượu từ từ và dần dần trở thành là người giải phóng thói quen tiêu cực đó, và điều đó là tốt cho bản thân, gia đình và xã hội nói chung. Thưa thầy, hôm nay nhân được thầy phân tích rõ về vấn đề những cái điều đạo đức con người mà Đức Phật đã dạy, thì chúng con nhớ đến một cái suy nghĩ, một cái nhận định của nhiều người đã nói rằng trong năm cái giới luật này, trong năm cái điều đạo đức căn bản này, nếu mà chúng ta vi phạm cái điều cuối cùng, điều thứ năm, cái điều mà uống rượu đó, thì nó sẽ biến một cái người bình thường sẽ trở thành vi phạm luôn cả năm cái điều trên, bốn điều trên. Bởi vì người bình thường có thể là giữ được không sát sanh, không giết người, không nói dối, hay là không tà dâm, không ngoại tình, nhưng mà khi mà đã uống rượu vào thì nó sẽ bị, đặc biệt là cái vấn đề và kích thích cái lòng tham ái, làm cho con người nó sẽ không có còn lý trí nữa, sẽ làm ảnh hưởng luôn cả năm những điều trên nữa. Và theo ý kiến của thầy thì như vậy thì có liên quan gì nặng đến vấn đề tham ái mà của con người, thay vì là để đi đến hạnh phúc, chúng ta sống để tiến đến cái sự hạnh phúc, cái sự yêu thương, mà có cái rượu bia này vào thì cái sự tham ái bị kích dục trở lên, và nó có những cái vấn đề xảy ra trong xã hội như là hiếp dâm hay là ấu dâm vân vân. Xin thầy chia sẻ thêm cho chúng con về vấn đề này ạ. Trong kinh điển Phật giáo đó thì Đức Phật đã có vài lần, nhất là trong giới luật đó, Ngài khẳng định rằng đó, dầu điều đạo đức thứ năm đứng vị trí thứ năm, nhưng lỡ uống rượu bia vào rồi đó thì người ta bị rủi ro là phạm vào bốn điều đạo đức đầu, đó là giết người, rồi trộm cắp, rồi ngoại tình, rồi hiếp dâm, thậm chí là ấu dâm, cũng như là lừa dối vân vân. Và từ đó đó, luật Bồ Tát khích lệ người tu học Phật dầu là người tại gia, trong một kiếp người cũng không nên đụng vào môi và lưỡi mình một giọt, huống hồ là uống như một thói quen nghiện. Rồi vì những hậu quả mất kiểm soát có thể phát sinh và kéo theo bất cứ lúc nào, tại hoàn cảnh nào. Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật dạy rằng người uống rượu sẽ phạm vào 6 điều tội lỗi. Thứ nhất là sanh bệnh tật. Thứ hai đó là gây gỗ và dễ đánh nhau. Thứ ba đó
là sẽ bị mang nhiều tiếng xấu. Thứ tư á, thứ năm á, là khởi tâm sân si, bởi vì uống rượu vào đó mất kiểm soát rồi. Và thứ sáu đó, cho là thứ năm, thứ tư đó là khởi tâm sân si, thứ năm á là trí tuệ ngày càng bị sa sút, bởi vì ức chế thần kinh, nó làm giảm bộ nhớ, giảm sự thông minh, giảm sự khôn ngoan, giảm sự trí tuệ cảm xúc. Và cuối cùng á, đó là dễ dàng bị mất của, vì kẻ bị nhậu rồi thì không thể tự giữ bản thân mình, lúc đầu giữ tài sản, dễ dàng là bị lừa đảo lắm. Thì đó là sáu tác hại của rượu được đưa ra trong kinh Trung Hoa Hàm. Ngoài ra đó, thì trong giới luật Phật dạy đó, còn có 36 tác hại của rượu khi Đức Phật phân tích một cách chi tiết. Về phương diện này đó, thì tôi đoan chắc rằng là không có một nhà đạo sư nào, sáng lập tôn giáo nào mô tả các tác hại chi tiết của việc uống rượu gây ra như là Đức Phật Thích Ca trong kinh điển Phật giáo. Tôi xin trích dẫn để chúng ta cùng nghe và hiểu, chứ không có thời gian để phân tích. Thứ nhất, khi uống rượu say thì chẳng còn quan hệ cha con hay là quan hệ xã hội, quan hệ gia đình gì nữa hết á, mà người ta có thể nói tục nói bậy, mày tao tôi tớ. Điều này rất rõ ha. Thứ hai, người uống rượu khi phát ngôn sinh ra rất nhiều các lỗi lầm trong truyền thông vì mất kiểm soát rồi. Thứ ba, người say rượu thường nói nhiều lời và nói những lời thiếu cân nhắc, cho nên gây ra sự mất lòng, mất đoàn kết. Thứ tư, người uống rượu sẽ không giữ ý tứ, không nói những lời tế nhị, không biết kiềm chế, cho nên đem việc riêng tư giấu kín của bản thân và gia đình mình hoạch toẹt cho xã hội biết hết. Thứ năm, người uống rượu sẽ mắng trời chửi đất, xúc phạm thánh hiền, chẳng biết cư ngữ và phá vỡ các mối quan hệ. Thứ sáu, người say rượu sẽ bị rủi ro là trở thành người không biết đi về nhà, không có cơ hội giữ được vật dụng mang theo và dễ bị đánh mất. Thứ bảy, người say rượu đứng đi không đàng hoàng, không vững vàng, dễ bị sụp hố, dễ bị ngủ bờ, bị nhiễm phong sương, sanh bệnh tật, thậm chí chết độc ngọt. Thứ tám, người say rượu không còn tỉnh táo nên dễ bị sụp hầm hố và rơi vào các tai nạn. Thứ chín, người uống rượu dễ bị té xe, té ngựa, gây thương tật, có khi đi bộ cũng té ngã vì không thể tự đứng vững. Thứ mười, người uống rượu sẽ không rõ ràng trong giao dịch buôn bán, dễ gây nhầm lẫn, dễ đụng chạm với mọi người. 11, người say rượu sẽ bỏ phế các công ăn việc làm, chẳng lo sinh sống và phát triển kinh tế. 12, người uống rượu bị tiêu hao tài sản của bản thân và gia đình. 13, người uống rượu bỏ bê cha mẹ, vợ con và người thân. 14, người uống rượu không biết tôn trọng ai, chẳng kể nề nếp gia đình, chẳng sợ pháp luật. 15, người say rượu có rủi ro kể áo quần ngoài đường phố, đánh mất tư cách và tác phong. 16, người say rượu đi bậy vào nhà người, thậm chí có thể lôi kéo vợ con người khác nói năng bậy bạ vì ngộ nhận là vợ con mình. 17, người say rượu gây sự đánh nhau với người khác, với chòm xóm, gây phiền tối và khó chịu. 18, người say rượu la lối, quậy phá, làm kinh động làng xóm. 19, người say rượu có thể giết người và giết động vật. 20, người say rượu đập phá nhà cửa đồ đạc. 21, người say rượu khinh thường người nhà, không tôn trọng ai, nói năng và hành xử ngang ngược. 22, người say rượu làm bạn với phường ác nhân, thích tụ tập với những kẻ xấu, không có tư cách đạo đức. 23, người xa rượu sẽ xa lánh các bậc hiền thiện. 24, khi tỉnh rượu, thân thể của người say rượu như đau nhức, như có bệnh. 25,
Người say rượu sẽ ói mửa, làm người khác gớm ghê, vợ con phải cực nhọc. 26. Người say rượu không tỉnh táo, gặp nhiều hiểm nguy vì mất cơ hội đề phòng tránh né. 27. Người say rượu thì không còn kính kinh sách thánh hiền, chẳng kính sa môn, đạo sĩ, các bậc hiền đức. 28. Người say rượu dễ dẫn đến hành vi dâm loạn. Thì dâm loạn này nó bao gồm là ấu dâm, hay là hiếp dâm, quấy rối tình dục, hay là hành động dâm ô, hoặc là nói những lời dâm ô và tình dục với những người khác. 29. Lúc say rượu, người say rượu như người điên, ai thấy cũng sợ và tránh xa. 30. Người say rượu như người chết, chẳng còn biết gì cả. 31. Người say rượu bị nhiều chứng bệnh do rượu gây ra. 32. Người say rượu sẽ không gặp và không được những người hiền thiện phù hộ giúp đỡ. 33. Người say rượu sẽ bị bạn bè, hiền nhân, trí thức càng xa đánh dần. 34. Say sưa nghiện ngập chẳng những đánh mất tương lai mà còn dẫn đến những tình trạng đó là dễ sanh tâm trộm cướp vì cần tiền bạc tiêu xài và hưởng thụ. 35. Sau khi chết, người say rượu sẽ bị đọa vào các cảnh giới xấu, trăm bề khổ sở, cầu sống chẳng yên, cầu chết không được. 36. Hết thời gian đọa vào cảnh giới xấu thì khi tái sanh làm người, người say rượu sẽ có tâm trí rất mờ ám và ngu si. Thì đó là 36 tác hại của rượu được Đức Phật nêu ra trong kinh Trung A Hàm, cũng như là trong các bộ giới luật của Phật giáo. Thì nói như thế để chúng ta thấy là những cái tác hại to lớn đó là có thật. Có lẽ tất cả chúng ta ít nhiều cũng là nạn nhân của những người thân nghiện rượu trong gia đình của mình hoặc là làng xóm. Thì quý vị hãy tự nghi ngẫm lại. Thứ nhất đó, là 6 cái tác hại của rượu, và thứ hai đó là 36 tác hại chi tiết của rượu gây ra. Thì tôi tin rằng đó, có lẽ không có điều nào trong tất cả những điều được Đức Phật nêu ra là quá đáng, vì nó là những cái bằng chứng rất là có thật. Và do đó những đại biểu quốc hội và bất kỳ ai bảo hộ biện hộ cho việc uống rượu là một nét đẹp văn hóa thì hãy suy gẫm lại lời thánh hiền này của Đức Phật Thích Ca. Và tôi tin chắc rằng đó, về phương diện này đó, tất cả những người nghiện rượu không thể nào sáng suốt và sâu sắc hơn Đức Phật Thích Ca. Và cũng đừng vì cái tự ái về bản thân mình mà tiếp tục biện hộ cho hành vi nghiện rượu để dẫn đến nhiều tình trạng đau lòng mà những người nạn nhân á, có thể là người thân của chúng ta hoặc là những người xung quanh. Thưa Thầy, Thầy vừa chỉ dẫn cho chúng con, dẫn theo lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng tác hại của rượu bia không chỉ là từ sức khỏe tâm thần đến sức khỏe thân thể, mà không những ảnh hưởng xấu cho bản thân, cho gia đình, xã hội, không những ảnh hưởng cho đời này mà ảnh hưởng đến cả đời sau. Thưa Thầy, cái tác hại to lớn như thế thì thưa Thầy, trong những lời Phật dạy, ngoài những điều phân tích như thế thì có cách nào để giúp cho những người mà đã sa vào nghiện ngập như rượu bia, những chất kích thích vân vân mà có thể thoát ra được không ạ? Không có gì là không thể làm được. Nếu chúng ta có phương pháp đúng, nỗ lực kiên trì, không bỏ cuộc nửa chừng, không đòi hạn số phận, thì lộ trình để vượt qua các cơn nghiện nói chung và nghiện rượu bia nói riêng đó bao gồm những bước như sau. Thứ nhất, kẻ nghiện phải nhận thức được các tác hại về cái nghiện của mình và có thể xảy ra rất nhiều các tội lỗi xấu. Như trong trường uống rượu, Đức Phật nói có 6 cái điều tác hại và 36 cái lỗi lầm. Chúng ta phải nhận thức rõ điều đó, nghiền ngẫm nó thì chúng ta mới có thể xa lánh được nó. Điều 2, không nên để cho những kẻ nghiện rượu nói khích mình rằng không biết uống rượu là phụ nữ hoặc là kẻ đạo đức giả. Chúng ta phải hãnh diện tự hào khi mình vượt qua được thói quen uống rượu. Và ai nói như thế thì mình nên mừng hơn là buồn. Đó là
thấy rõ giá trị của việc kiêng rượu từ góc độ nhận thức. Thứ ba đó, đừng nên la cà các quán rượu, quán bia. Đừng nên giao du với những kẻ nghiện rượu và bia, vì các cộng nghiệp xấu này đó nó chưa dễ dàng chết đi đâu. Nó vẫn còn đang nằm yên đó, nó tạm ngủ yên giống như các con gấu bắc cực. Suốt 6 tháng mùa đông nằm ngủ yên bất động mà không hề đói khát. Và khi mùa đông trôi qua đó thì gấu bắc cực tỉnh thức và tiếp tục sinh hoạt thường nhật của nó. Thì những người uống rượu bia, nghiện rượu bia đó chỉ cần có một chất kích thích, có hoàn cảnh kích thích, có một cái chất xúc tác, có những lời nó khích, thì cái thói quen nghiện rượu bia đó sẽ có cơ hội trỗi dậy và sống dậy thêm nhiều lần nữa. Cho nên xa lánh những điều dẫn đến rượu, những con người dẫn đến nghiện rượu, thì chúng ta sẽ tránh được những cái cơ hội này. Thứ năm á, là khi cơn nghiện xuất hiện, dù là nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện internet, nghiện game, nghiện tin tức, nghiện xem phim, nghiện nghe nhạc, nói chung là những cái nghiện xấu, thì đầu tiên quý vị lấy cái đèn tia hồng ngoại đặt ở trước mắt mình với khoảng cách là 6 tấc, và chiếu như thế là khoảng 10 giây. Thì tác hại của ánh sáng đó, cái tác dụng của ánh sáng nó sẽ làm kích thích thần kinh, cho chúng ta tỉnh dậy. Và sau đó để cái đèn tia hồng ngoại đó ở vị trí sau óc với khoảng cách khoảng 1 tấc, và rọi trung bình 15 đến 20 phút với cái độ nóng cao nhất. Nếu trong nhà có phòng tắm hơi thì vào phòng tắm hơi chừng 5 phút thôi, cơ thể gọi là tốt mồ hôi, thì tự động cơn nghiện sẽ giảm bớt liền và kết thúc liền ngay lập tức. Còn nếu mà không có phòng tắm hơi, có thể thay thế bằng xông hơi. Còn nếu không có các tiện ích đó thì chỉ cần lấy cây đèn vỡ cái công tắc lên, là trong vòng mấy phút sau là chúng ta sẽ tỉnh liền. Nghĩa là không nỗ lực chiều theo thói quen nghiện, thói quen xấu mà thỉnh thoảng hoặc hàng ngày chúng ta đã bị dướng vào. Hãy nỗ lực dùng đèn và những phương tiện tiện ích của y khoa hiện đại để vượt qua thói quen nghiện. Thứ sáu, nỗ lực tăng cường sức khỏe thể chất bằng các loại thể thao vận động toàn thân, như là chạy bộ, bơi lội, võ thuật. Còn nếu là Phật tử thì chúng ta nên tập thêm đạt ma dịch cân kinh, gọi tắt là dịch cân kinh, hoặc còn gọi là phát thủ, với một tác rất là đơn giản: hai chân đứng bằng chiều rộng của bả vai, hai tay đó xuôi thẳng tới phía trước, và hít vào bằng lỗ mũi thì nhón hai gót lên, tay phất ra đằng sau nắm lại và nhíu hộp môn lại. Sau đó đó thở ra, hạ hai gót xuống và đánh tay đằng trước, thì 10 ngón tay sẽ hướng lên trên mặt trời và mở hộp môn ra thoải mái, nở được cười thật là tươi. Cứ như thế phát tay ra sau, đánh tay ra phía trước theo tư thế này. Mỗi một lần tập á, trung bình á, là 400 đến 500 cái. 400 cái thì mất 18 phút, 500 cái thì mất 22 phút. Mỗi ngày làm 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi chiều, thì quý vị đó sẽ tăng cường sức khỏe thể chất và vượt qua các cơn nghiện, tránh được các bệnh viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương sống hay là thần kinh tọa, cũng như là trĩ nội, trĩ ngoại, mỡ trong gan, mỡ trong máu và nhiều cái chứng bệnh khác. Như vậy khi mà chúng ta tốn hao năng lượng calorie vào việc thực tập sức khỏe này đó, thì chúng ta sẽ tạm thời quên đi cái cơn nghiện. Nghĩa là để vượt qua một cái cơn nghiện nào đó, chúng ta phải có cái sự thay thế mà giá trị của nó phải bằng tương đương và cao hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái gì đó nó bám vào đó, để tạo niềm vui, và do đó có thể vượt qua được cơn nghiện ngập. Trong trường hợp đã nỗ lực 6 điều nêu trên mà vẫn không có kết quả, thì hãy nên tạm thời rời khỏi cái nơi mà chúng ta đang sống, tới một cái nơi rất là xa mà cái phương tiện uống rượu bia là không có. Thay đổi cái môi trường, thay đổi môi trường sống để chúng ta không bị ảnh hưởng, lây lan bởi nó. Tôi xin nói một ví dụ, từ năm 1994 cho đến 2001 á, thì tôi học ở tại Ấn Độ.
Và suốt 7 năm trời như vậy, tôi hiếm nhìn thấy người Ấn Độ uống rượu. Và luật Ấn Độ rất là hay ở chỗ đó là cấm uống rượu ở những nơi công cộng, cấm uống rượu ở những quán từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Người nghiện rượu được quyền mua rượu ở các quán bia, quán rượu, nhưng không được uống tại đó mà phải đem về nhà uống. Mà đem về nhà uống thì uống một mình, người uống rượu một mình thì đâu có hứng nữa đâu. Đàn ông là thích nói dóc, thích bàn tán chính trị, thích thể hiện bản lãnh, thì ngồi uống rượu vô có bạn bè cùng nói dóc vô thế thì cái câu chuyện nó mới hấp dẫn. Bây giờ về nhà uống một mình thì làm sao mà hấp dẫn được. Thì đây cũng là cái cách để hạn chế tác hại của rượu bia. Đó là những điều mà chúng ta cần suy gẫm. Đất nước Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy là trên 60% dân số đó là thất học, là mù chữ, là nghèo khó, bị xã hội khinh thường vì liệt vào cái nhóm giai cấp thấp. Nhưng rất may là họ hiếm khi bị rơi vào các cái nghiện rượu, do luật với đó chặt chẽ hơn luật của chúng ta. Và do vậy các tệ nạn xã hội dẫn đến tù tội với tỷ lệ đó là thấp hơn Việt Nam. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 160.000 tội phạm đang bị giam giốc trong các trại tù trên toàn quốc. Nước Ấn Độ đó gồm có 1.3 tỷ dân số, Việt Nam chúng ta là 97 triệu dân. Người Ấn Độ chỉ có khoảng 350.000 người tội phạm thôi. Còn mình đó, dân số đó thấp hơn Ấn Độ rất là nhiều, mà chúng ta có đến 150.000. Như vậy tỷ lệ tội phạm của Việt Nam là cao hơn nhiều lần so với Ấn Độ. Như vậy việc hạn chế rượu bia ở những nơi công cộng và người Ấn Độ nâng lên thành một văn hóa, kẻ uống rượu bia là kẻ xấu, là kẻ không đáng giao du. Đó là cái góc độ văn hóa tích cực. Chứ người uống rượu bia không nên xem rượu bia là văn hóa. Người uống rượu bia là kém văn hóa, người hút thuốc lá là kém văn hóa, đối với quan niệm văn hóa của người Ấn Độ. Cho nên đó, suốt 7 năm tôi học ở hai trường, đó là Đại học Delhi và Đại học Allahabad, tôi chưa từng thấy một sinh viên hay giảng viên nào uống rượu bia ở trong trường. Tôi cũng chưa nhìn thấy sinh viên nào, giảng viên nào hút thuốc lá ở trong trường. Nếu có chăng đó, đó là những người ngoại quốc, chứ không phải là người Ấn Độ. Họ xem đó là một cái ứng xử văn hóa ở trên nơi công cộng. Cho nên đó, vượt qua được nghiện rượu bia là người có văn hóa cao, còn uống rượu bia thì không nên xem đó là văn hóa. Và sẵn đây tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ: đừng nên dùng khái niệm văn hóa đồi trị. Đã là văn hóa thì không có đồi trị. Xem phim ảnh nghèo, xem nghe nhạc nói về tình dục thì đó là lối sống đồi trị, chứ không phải là văn hóa đồi trị. Bản thân văn hóa thì không có đồi trị, và văn hóa thì không có biện hộ cho các cái thói nghiện. Cho nên rượu bia không được xem là một phần của văn hóa, mà nhất là văn hóa ứng xử, văn hóa giao tế, hay là văn hóa tạo ra niềm vui. Do đó chúng ta nên tham khảo cách sống của người Ấn Độ. Dầu rất nghèo nhưng mà hiếm có người trộm cắp, dầu rất nghèo nhưng mà ta muốn nâng cao cái đẳng cấp sống của mình thì phải kiêng rượu bia và kiêng thuốc lá, ít nhất là ở nơi công cộng. Và nếu nghiện thì đem về nhà mà hút, đem về nhà mà uống thôi. Thì đó là những cách để mà vượt qua. Lưu từ đây thì tôi cũng xin đọc lại những cái điều mà dẫn đến tranh luận chính ở trong nghị trình nghị trường Quốc hội của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là ngày 3 tháng 6 năm 2019. Thì trong dự luật phòng chống tác hại của rượu bia thì có hai điều sau đây rất là đáng quan tâm. Thứ nhất là điều 5: cấm quảng cáo rượu bia từ 15 độ trở lên dưới mọi hình thức. Thì đây là điều rất tốt. Thậm chí nếu tôi là người soạn thảo dự luật á, thì cấm quảng cáo rượu bia dầu là nồng độ dưới 15. Vì bản chất của việc tiêu thụ rượu bia là xấu, tác hại cho sức khỏe và nhiều cái tác hại cho gia đình, xã hội và cộng đồng, và tạo ra sự tội phạm. Cấm ép buộc người dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia. Nếu tôi là người soạn thảo dự luật thì tôi đề luôn là cấm ép buộc bất cứ ai uống rượu bia dù là trên 18 tuổi. Mình ép buộc người khác, khích lệ người khác làm cái việc xấu là không nên. Cấm
cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về tác hại của rượu bia đối với sức khỏe của con người. Điều này rất là đáng tán dương. Bởi vì khi mình nói bậy rằng là rượu bia là văn hóa, rượu bia không có tội, có tội sang là đổ lỗi cho gạo vì gạo tạo ra rượu. Có một đại biểu quốc hội phát biểu như thế, đó là điều không chấp nhận được. Về điều 20 của dự luật này đó ghi như sau: các địa điểm không được bán rượu bia bao gồm sở y tế, giáo dục, nơi vui chơi, giải trí dành cho người dưới 18 tuổi. Không được bán rượu bia trên mạng internet và bán hàng tự động. Thì cái điều này đó là những quy định rất là tốt, thấy không? Thì tôi nghĩ rằng đó cũng không nên bán rượu bia vào ban ngày như Việt Nam hiện nay. Quán nhậu, quán bia Việt Nam nó thuộc là phát kỷ lục trên thế giới. Ở Ấn Độ đó, ban ngày không được quyền bán rượu bia. Rượu bia chỉ được mở cửa vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Còn tùy theo mùa hè và mùa lạnh, cái thời gian mở cửa và đóng cửa có thể gia giảm. Đối với mùa lạnh đó, thì mở cửa vào lúc 5 giờ rưỡi, đóng cửa vào lúc 7 giờ rưỡi. Vì trời nó lạnh mà, đi đường nó khó khăn. Người ta nghiêm cấm như thế cho nên là cái tệ nạn rượu bia có thể được khắc phục ở một mức độ khá đáng kể. Ngoài ra thì tôi cũng xin cung cấp thêm một vài thông tin rất là hữu ích. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, tiến sĩ Jin Yong-su, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến một lá thư khá dài, và trong đó, đó nhấn mạnh đến việc là ngày nay tại Việt Nam tệ nạn uống rượu bia ngày càng gia tăng và đe dọa sức khỏe và rất nhiều các tệ nạn gia đình và xã hội, và đề nghị Thủ tướng cũng như là Bộ trưởng Bộ Y tế có những biện pháp chấn chỉnh để rượu bia không trở thành mối đe dọa các mục tiêu phát triển đất nước và sức khỏe cũng như hạnh phúc của con người. Không phải vô cớ mà Tổ chức Y tế Sức khỏe Thế giới đã phải gửi thư cho Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2018, bác sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong đó nhấn mạnh đến đề nghị bà đặc biệt ưu tiên công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng để hạn chế tối đa các tác hại của rượu bia gây ra đối với sức khỏe, mạng sống và hạnh phúc của con người. Ngày 22 tháng 8 năm 2018, thì thư ngỏ của các đại diện đến từ 40 quốc gia tham dự Đại hội Toàn Thế giới lần thứ 69 của Liên minh vì Nếp sống Lành mạnh đã cảnh báo lãnh đạo Việt Nam rằng tệ nạn do việc uống rượu bia gây ra là báo động đỏ, và đề nghị chính phủ Việt Nam phải có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn tệ nạn này. Thì đó ít nhất đó là ba văn bản chính thức của Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Hiệp hội của những người là sống vì nếp sống lành mạnh đã kêu gọi nguyên thủ quốc gia Việt Nam và Bộ Y tế cần phải có những chấn chỉnh để không cho rượu bia tàn phá hạnh phúc và sức khỏe cũng như mạng sống của con người tại Việt Nam. Thì chẳng lẽ là người Việt Nam mà chúng ta lại làm ngơ khi mà người nước ngoài nhìn thấy tác hại rượu bia đang phá hoại văn hóa Việt Nam, gia đình Việt Nam, hạnh phúc người Việt Nam, sự phát triển kinh tế Việt Nam và phát triển bền vững của Việt Nam. Những ai biện hộ để chống lại việc thông qua dự luật chống tác hại của rượu bia nên suy nghĩ lại về những điều mà tôi vừa nêu. Chẳng lẽ những người đó người ta không biết gì hết? Ta thiếu hiểu biết rằng đó là rượu bia là văn hóa,
người ta biết gấp trăm lần như thế, vì thấy tác hại của nó về phương diện lý thuyết cũng như là phương diện thực tiễn tại Việt Nam, mà người ta phải kêu gọi lãnh đạo Việt Nam phải có những phương pháp để khắc phục các hậu quả này. Và tôi nghĩ rằng là khi người Việt Nam không còn uống rượu bia vào ban ngày, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều và bữa tối, thì hạnh phúc của các gia đình Việt Nam chắc chắn sẽ được nâng cao. Và hiện nay đó cũng là một cái báo động đỏ, các quan chức Việt Nam bị nghiện rượu bia cũng không phải là ít. Và khi mà người ta đi quà cáp với nhau thì một trong những cái phần quà đó là những cái chai rượu hạng nặng đắt giá được gọi là nhập khẩu từ nước ngoài, và nó thể hiện như là một cái văn hóa giao tế. Tôi nghĩ rằng đó là cái sự lạm dụng trong giao tế. Và do đó những người có vai trò trong các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo cần phải làm gương về việc vượt qua thói quen uống rượu bia, thì mới có thể kêu gọi những người khác vượt qua thói quen xấu này được, thói quen nghiện ngập này được. Còn mà không á, thì các hậu quả nghiêm trọng nó xảy ra với chúng ta và những người xung quanh bất cứ lúc nào. Và nếu chúng ta biện hộ để cho luật phòng chống tác hại của rượu bia không được thông qua, thì những người đã bỏ phiếu ngăn cản lại dự luật đó sẽ phải chịu trách nhiệm về phương diện nhân quả. Tôi không phải hù dọa, bởi vì 500+ người đại diện cho Quốc hội Việt Nam, đại diện cho cử tri Việt Nam, nhưng họ đã không làm đúng với nguyện vọng của người Việt Nam, chứ không mang lại lợi ích, sức khỏe và hạnh phúc của người Việt Nam, thì họ phải chịu trách nhiệm chứ. Thì đó là cái giới hạn của dân chủ ở trong thế giới chính trị. Và ở đây cơ quan cao nhất đó là Quốc hội Việt Nam. Tôi rất mong những người theo dõi chương trình này và những người được tôi nêu danh trực tiếp hay gián tiếp, tôi không có dụng ý xúc phạm hay gây thương tổn ai. Tôi muốn chia sẻ cái mối quan tâm của Phật giáo nói chung và mối quan tâm của tôi đó riêng về diễn tiến của dự luật phòng chống tác hại của rượu bia đang được thảo luận ở tại Quốc hội Việt Nam, cùng suy gẫm 5-7 lần một cách nghiêm túc trước khi bấm nút chống lại dự luật cao quý và tích cực này. Và tôi rất mong đến lúc nào đó tất cả chúng ta sẽ thấy được tác hại của rượu bia, để chúng ta không biện hộ với mọi hình thức, thà mình nghiện một mình cứ chấp nhận là mình dở đi, chứ đừng biện hộ cho sự tồn tại của rượu bia và thói quen nghiện nó. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua tuy thật là ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta đã được nghe những sự phân tích của thầy. Thầy giới thiệu từ những chân lý của Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, đã phân tích rất là rõ những cái tác hại của rượu bia, không chỉ là trên cá nhân của một người, con người, và lên đến gia đình, đến xã hội. Và với cái lòng từ bi, thương yêu chúng sinh, thì thầy không chỉ nhìn những người uống rượu bia là những người gây ra những tệ nạn, mà còn thương xót, còn thương yêu và chỉ ra cho những người nghiện rượu bia có cái cách để chúng ta có thể phòng tránh, có cách để chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể trở nên những con người tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn để tránh được những cái tác hại này. Chúng con xin tri ân thầy và kính chúc thầy luôn thân khỏe tâm an, để tiếp tục trên con đường phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Mong rằng những lời chia sẻ trong cái giây phút vừa qua, chúng ta được nghe, chúng ta được sáng tỏ lên những cái điều chân lý như thế, thì không những chúng ta chỉ ứng dụng cho gia đình mình và chia sẻ lại cho mọi người trong thân cận, trong đồng nghiệp, trong xã hội, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, và tất cả chúng ta đều được sống hạnh phúc, an bình hơn. Chúng con xin tri ân thầy, xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Kính cảm ơn chị Quyên Diệu, chúc tất cả được an lành và hạnh thông. Trước khi khép lại chương trình này đó, thì tôi khuyên những người đã lỡ nghiện rượu bia đó, thì hãy đổi các loại rượu nồng độ mạnh và nguy hại cho sức khỏe thành các loại rượu ít nguy hại hơn, nồng độ thấp hơn. Hãy đổi các loại rượu bia có nồng độ ít hơn
với các loại rượu bia đó chỉ để thưởng thức. Ví dụ như là rượu nho, rượu champagne, uống để thưởng thức thôi, để giao tế. Và hãy đổi các loại rượu bia giao tế đó thành các loại nước giải khát tích cực không có hại cho sức khỏe. Nói chung, nếu nỗ lực và cam kết rằng là tôi có thể làm được, thì trước sau gì chúng ta cũng có thể thành công. Và tôi tin rằng đó, việc thành công đó là rất cao. Và chúc tất cả mọi người được an lành và hạnh phúc. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.